Gất này, gất này, trời ơi, trời ơi. Bụng má thiệt tình cái chuyện này, cứ phải đến lúc mà người cháy tài khoản bắt đầu nó mới so chứ. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game Big Boss anh em ạ. Mình là Hưng anh em nhá. Chúc anh em thắng lớn. Hôm nay mình đang có 10M. Xem hôm nay là có cái được cái gì ra hồn không anh em ạ. Rồi ok anh em ơi. Vạn sự khởi đầu lan 50k anh em ạ. Gì à? Gì thì nuôi biển đỏ đi. Rồi ok, ra Rizzo à? Rizzo thì khả năng còn một con đỏ nữa. Ôi rồi lần này không ra anh em nhá. Rồi vạn sự khởi đầu nan anh em ạ. 7 tiếp à, 7 nuôi đỏ đi. Rồi 5 rô à, con đỏ. Ai ra? Khá đáng lòng anh em ạ. Nuôi tiếp đi xem nào. À, căng nhờ. 3 đỏ đi. Nó tiên về hai đỏ một đen anh em ạ. Mình thì mình lại nuôi 3 đỏ. Rất chi là đáng lòng anh em nhá. Nhưng không sao anh em ạ. Cứ vội, cứ thoải mái đi. Không việc gì cả. Mấy tay này nó bệt, cứ bệt hai đỏ một đen hoài chưa ra. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình chơi này, chơi này. Ba này, con bên đỏ họ không còn anh em ạ. Quy này, tiếp tục nuôi đỏ này, không được rồi, không được rồi. Rồi căng rồi, ba đỏ đi. Bốn đỏ này, lâu lắm rồi. Năm đỏ này. Trời ơi, mất phát này hơi tiếc anh em ạ, mất phát này hơi tiếc nhưng sao anh em nhớ, con đỏ mà anh em, con đỏ mà. Tiếp tục này, trời ơi đừng làm thế chứ, ba đỏ lên nào, lên nào. Trời ơi, gất này, gất này, gất này, gất này. Trời ơi, trời ơi. Bụng má thật tình cái chuyện này, cứ phải đến lúc mà người cháy tài khoản bắt đầu nó mới so chứ. Thực sự là chơi đến những cái tầm như thế này rất chi là mẹ cay anh em ạ. Nghĩa là nó được sớm không bao giờ được, những kiểu toan kiểu mấp mé anh em ạ. Trời ơi tức sự anh em ạ. Rồi ok anh em ơi, vẫn tiếp tục nha anh em nhá, vẫn tiếp tục nhá. Nào nhẹ nhàng lại nào, nhẹ nhàng như một cô gái nào. Nuôi đỏ đây. Rồi ba đỏ lần này, ra ba đỏ này. Biết ngay ra ba đỏ mà. Biết ngay như kiểu áp vía ấy, như kiểu áp vía anh em ạ, áp vía. Lần này thì lôi đen này. Ok, lần trước là bốn đỏ anh em, thì lần này lôi đen là đúng rồi anh em ạ. Nhận cái cho nó tưng bừng phấn khởi anh em ạ. Làm ngay 30M anh em ơi. 10M đến 30M à. Thế là cũng ổn áp anh em ạ, thế là ổn áp. Rút nhẹ nhàng đã, rút nhẹ nhàng ra tầm 20M rồi vào cuốn tiếp anh em ạ. Rút nhẹ nhàng ra 20M. Đó, còn để lại 10M cuốn tiếp. Cứ tiền về tay, tiền đi liền với khúc ruột anh em ạ. Thế cho nó chắc cốp anh em nhá. Lên nào, bây giờ tâm lý chơi gọi là cửa trên rồi anh em ạ. Cửa trên thì tỷ lệ thăng hoa sẽ là binh chư linh anh em nhá. Cùng coi xem hôm nay có được cái gì nữa không anh em ạ. Ngoan số 20M kia ra anh em ạ. Lên nào. Ok, test nào 200k này. Lên nào. À, đừng đừng bảo bây giờ là tiên về đỏ nhá. Đừng bảo bây giờ tuyên về đỏ nhá. Ok. Đỏ hoài. Ai chả. Bây giờ lại đỏ hoài. Đỏ hoài đi. Đỏ hoài đi. Nào ok anh em. Tiếp tục con đen. Không được kìa. Lên nào. Lần này không đỏ đâu. Lần này không đỏ nữa đâu. Rồi ok. Tiếp tục nói anh em. Đen. Biết ngay mà. Hai đen. Hai đen không ra chứ lại hai đen. Rồi ok, nó phải thế chứ anh em ơi. May mắn tới rồi anh em, may mắn tới rồi, may mắn tới rồi. Cái gì này? Ui. 4 rô à, 4 rô làm phát bên dưới đi. Ui quả đấy theo đen thì binh rồi. Tự nhiên lại bên dưới chứ lại. Tự nhiên lại bên dưới. Ui. Lên nào. Ui rồi càng quá thôi 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 thôi. Thôi này, thôi này. Ba đen ạ. À. Lui tiếp sang đỏ. Ui rồi ôi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Thôi anh em ạ, thôi anh em ạ. Mẹ thảm quá, thảm quá. Thảm quá, thảm quá. Thảm quá anh em ạ, thảm quá. Lốt phát cuối nào. Thôi anh em ơi, gậy, 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 gậy. Gậy anh em ạ, gậy. Má thiệt tình như này, gậy.
Ôi thôi anh em ạ, hôm nay được 10M thế là ổn ổn áp rồi anh em ơi. Và video đến đây của mình là kết thúc anh em ạ. Quá anh em cảm quá, mấy tay game mình tham quá, biết dừng lại thì cũng phải được tầm là 15M rồi anh em ạ. Thôi và video đến đây của mình là kết thúc anh em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều thêm anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye anh em.